Trưởng lão Thích Thông Lạc: Này thầy dạy mấy con cách thức thực hành. Bởi vì cái thực hành của con đường mà tu theo đạo Phật á, thì nó không giống như cái lối từ lâu tới bây giờ, mà từ nào tới giờ mình tu. Tại vì mấy con không lưu ý như cái bài kệ của Phật dạy, thì Đức Phật nói: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Đây có con thấy nghe cái câu nói rất rõ nè: các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện, tự cái tâm nó thanh tịnh. Tự tịnh kỳ ý là tự nó thanh tịnh, tức là mình không làm điều ác thì nó thanh tịnh. Vậy thì trong lúc mình tu mình như thế nào? Thường thường là mình sai cái nỗi là mình cứ tập trung. Thí dụ như mình nói là tôi đi, tôi biết tôi đi, hoặc tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi. Nhưng mà mình cứ mình tập trung trong cái đi ngồi, mình không có tập trung. Nhưng mà tại vì cái tâm của mình lúc bây giờ nó khởi cái niệm ác thì mình dừng đi, thì nó còn lại toàn cái niệm thiện. Vậy thì cái niệm thiện là cái niệm gì? Hiện bây giờ cái tâm của mình nó khởi ra cái niệm gì nó cũng thiện ác hết à. Các con không hiểu. Cho nên khi mình đi nó tự nhiên chứ đừng có tập trung. Nhưng mà khi nó tự nhiên á thì nó tự tỉnh kỳ ý, mà tự nó thanh tịnh. Cho nên khi mình đi mà nó biết nó đi chứ không có tập trung. Các con thấy ngay đó là mình thấy giải thoát rồi. Mà cái tư tưởng gì mà nó khởi trong đầu thì đó là cái ác pháp. Nó không muốn cái này thì nó cũng cái kia, nó cũng lo lắng cái nọ, thì nó là ác pháp. Cho nên chư ác mà ác, khác pháp ác không nên làm. Các con nghe hiểu rồi không? Bởi vì nếu mà các con cứ tập trung, các con cứ ngồi, bây giờ cứ ngồi thì mình biết hơi thở ra vô, mình ngồi. Nhưng mà mình lắng, mình ngồi đó rất cách tự nhiên chứ đừng có tập trung ở trong cái hơi thở. Mà có cái niệm nào mà nó khởi ra, nó ham muốn này kia, hoặc là nó suy tư cái này cái nọ kia, hoặc là nó khởi cái niệm ác, toàn bộ là cái niệm điều ác hết à. Vì cái tâm của mình là cái tâm ác rồi, nó ở trong cái nhân quả thì nó tức là nó có. Bây giờ mình khởi nghĩ mình nói mình thương, thương tại sao mình khổ? Khổ là ác chứ. Rồi mình khởi lo, lo là nó cũng là ác pháp chứ gì. Mình lo bây giờ, ví dụ như như mình tăng mà con về đây ha, bây giờ nó khởi ra thì niệm nó nhớ gì ở nhà không biết, mấy đứa nhỏ không biết, không quên cái đó, nó không biết nó có để ý không hoặc này kia, thì cái lo đó nó cũng làm cho cái tâm của mình nó trở chướng ngại. Chướng ngại là ác pháp, còn hiểu gì đâu. Cho nên vì vậy mình dừng ngay đó thì cái tâm nó thanh thản rồi. Nó thanh thản là nó ở trong thiện pháp, mà thiện pháp thì tự tỉnh cái ý, thanh tịnh cái ý rồi. Thì lúc bây giờ cái tâm của mình nó sẽ ở chỗ nào? Nó sẽ ở hơi thở. Bởi vì cái động dụng của cái thân của chúng ta thì nó cái hơi thở rồi. Cho nên vì vậy bây giờ mình ngồi thì cái thân này nó ngồi yên lặng, nó trên ghế vậy, nó không có lúc nhích nữa. Thì tức là nó sẽ, cái tâm của mình nó thanh tịnh, thì tức là nó ở trong cái hơi thở, ở trong cái hoạt động của thân. Còn hiểu chỗ đó chưa? Cho nên cái ví dụ như bây giờ mình đi nè, mình làm nè, mà nó mình làm mình không có niệm gì hết, thì lúc bây giờ nó ở đâu? Nó ở trong cái hành động mình thôi. Phải không? Cho nên ngay đó là mình thấy, mà nếu mà mình sống như vậy thì mình có tu tập gì đâu. Bây giờ thầy làm thì làm, thầy biết thầy làm vậy thôi, chứ cũng chẳng lưu ý cái chuyện làm, nhưng mà tại cái tâm nó biết cái liền. Còn mình tập trung, mình chú ý sáng mình để biết cho mình làm thì tức là bị ức chế rồi. Không hiểu chưa? Cho nên nó ngay đó là mình thấy nó có việc sự giải thoát liền. Còn mình cố gắng mình tập trung, ví dụ như mình đi kinh hành, mình tập trung để biết đi kinh hành thì nó sai. Bởi vì nó ức chế, ức chế cái tâm của mình. Cố gắng mình vô tâm tập trung, đừng có để cho nó quên cái đi. Thì lúc bây giờ mình tu thời gian sao nó mệt nhọc quá. Sáng tới chiều mà tập trung vậy kiểu đó, nghe nó lừ đừ, nghe nó bớt. Mà trái lại mình thẹn, mình không có cần tập trung, nhưng mà mình lắng cái tâm của mình, mình coi cái tâm của mình có niệm gì không. Nó không niệm thì kệ tự nhiên đó, nó vô sự để tự nhiên. Cho nên nó thấy nó an ổn, mà nó thảnh thơi, nó giải thoát thật sự. Nó rõ ràng là bởi vì cái đó là cái thực hành của đạo Phật. Cho nên Đức Phật nói đạo của ta đến thì sẽ thấy chứng nghiệm liền cái sự giải thoát liền. Nếu mình tu đúng là mình thấy giải thoát à. Còn con tu mà con tập trung á, chừng một buổi á, tới buổi chiều là thấy bớt rồi, rồi nó buồn ngủ. Các con hiểu chưa? Bởi vì mình cố gắng, mình dụng công để mình tập trung thì nó phải buồn ngủ. Còn này ta có tập trung gì đâu, người ta cũng sống tự nhiên bình thường. Nhưng mà cái niệm nào mà ác làm cho người ta thì người ta đuổi đi. Người ta không được, mày là ác pháp, thôi đi, không có được nghĩ suy nghĩ hết. Trở về thanh thản đi. Thì bắt đầu nó trở về thanh thản thì lúc bây giờ nó tự động nó ở trong cái hoạt động của thân. Cho nên gọi là thân hành niệm. Vì vậy mà thầy thấy hầu ở đó, thầy thấy người ta dạy thì như ở bên Nam Tâm họ dạy đi phải biết từ cái nhón gót lên rồi để bằng chân xuống như thế. Đó là cách thức tập trung là sai rồi, không có đúng. Ông Phật cũng nói thân hành niệm, mình biết thân mình làm cái này làm cái kia cái nọ mà một cách tự nhiên, chứ không được tập trung. Mà tập trung là sai.
trước là mình ức chế cái tham cũng. Cho nên mình tu thấy nó khỏe lắm. Bởi vì thầy nói xong thầy dễ quá, mà quý thầy sẽ khó quá. Tại vì quý thầy không hiểu mà cứ tập trung. Bởi vì nói mình tu ở trong hành động, nhưng bây giờ mình ngồi để thở. Đâu có nghĩa là mình tập trung hơi thở. Nhưng mà Phật đã dạy rõ ràng, định tư cụ là tứ dính cần, các pháp ác không cho sanh. Không, mà ở sanh thì cố việc. Thì ngay mà nó không sanh thì cái tâm mình nó ở chỗ nào? Không phải ở chỗ hơi thở, còn ở chỗ nào nữa? Bởi vì đó là nó phải ở trong cái hành động của thân thôi, chứ nó không có chạy đâu được hết. Mà bây giờ nếu mà nó có sanh ra thì phải diệt nó. Diệt nó tức là cái có cái niệm nào nó khởi lên thì mình mới quán tư duy, tức là định như lậu rồi. Phải không? Mình xả nó đi. Mình xả nó đi rồi thì nó không có niệm nữa. Phải không? Nó không niệm nữa thì ở trong thiện pháp rồi. Cái tâm thanh thản của mình là thiện pháp. Không có thấy chưa? Cho nên bây giờ hiện giờ thầy nói thật sự, mình cứ xét cái tâm mình hiện bây giờ, cứ mỗi một cái lo lắng suy tư cái niệm nào đó, mình cũng được xem nó là ác pháp, không thể nào là thiện pháp được. Cho nên nó làm sao tự tỉnh kỹ được, làm sao cái ý của mình nó thanh tịnh được. Cho nên do đó mà mình ngăn ác về việc ác. Vì vậy mà cái tâm nó sẽ trở về những vị trí của nó là hơi thở, hoặc là mình đi, mình biết bước đi, mình đứng, mình biết đứng. Hiểu như vậy thầy nó tu nó rất nhẹ nhàng, không có tập trung ở trong cái hành động đi đứng ngồi, mà chỉ giữ gìn cái tâm của mình nó khởi niệm. Mà bây giờ nó khởi niệm cái này, nó khởi niệm kia, khởi niệm quay chừng nó khởi niệm mà mình trong khi mình ức chế nó sẽ bung ra. Nó khởi niệm này kia nó lượn, cái bắt đầu nó phá độc cư. Còn con tu con thấy nó ngày nào cái nó thanh nhẹ nhàng, con thích sống một mình lắm. Thôi nó vậy nó không ai làm động, còn có người khác nó làm động cái mình mất niệm, mình mất cái chánh niệm của mình, tức là cái niệm thiện của mình mất. Bị người ta nói chuyện này chuyện kia, bắt đầu nó duyên ra rồi, nó duyên theo cái niệm, nó thành nó chạy theo cái niệm đó. Thì cái niệm của họ nó đâu có phải là người ta chửi mắng mình hoặc, nhưng mà ta nói chuyện đời là cái, hãy nói là cái chuyện đời là nó ám phát trong đó không, nó lôi mình trong cái ham muốn vui thích nào có chuyện này kia rồi đó, thì nó làm cũng mất tập trung. Ta còn thấy cái sự thực hành nó rất dễ chứ nó không phải khó, nhưng mà có điều kiện mình hiểu lầm, mình hiểu lầm rồi mình tu sai, mình tu sai rồi thời gian nó bị ức chế, nó sẽ bung ra, nó bung ra, nó phá độc cư, nó làm cho mình không có ép buộc nó ở trong cái độc cư được. Tức là buộc gì cũng không được, mà mình buộc, mình khép nó buộc, buộc cho nó cuối cùng rồi thì tới chừng mà nó bị ức chế quá thì nó phải hưng phấn, mà nó bung ra nó hưng phấn được kể như mình điên. Còn mình không điên thì mình nói, mình lượt, mình nói bài bản, mình nói như là mình thánh làm vậy. Bởi vì ức chế nó quá, bị ức chế nó còn cái này mình không ức chế. Mỗi một cái niệm thiện niệm ác mình thấy ở cái niệm này nó như vậy là đúng, mày là ác hết, đem đến tâm thanh tịnh thanh thản, vậy xả mày ra, không theo, không được theo nữa. Thì nó cứ có niệm nó thử hoài, mình cứ đuổi hoài, ngồi chơi cũng vậy, đi kinh hành cũng vậy, ngồi hơi thở cũng vậy. Đừng có ngồi mà cứ hít thở 1, 2, 3, 4 tập trung cho giữ thở, cho đừng có vọng tưởng thì mình thấy không hết vọng tưởng mình mừng, nhưng mà sự thật nó không đi tới đâu được hết. Còn lưu ý thật sự ra thầy kiểm tra vợ con tu hành, nó ngồi không vọng tưởng nó ngồi được, nhưng mà có cái điều kiện là thật sự ra bây giờ cái xả tâm thì xả tiêu được không? Có xả đâu mà không, nhưng mà cái tâm nó di tế không có hết, nó còn mạnh tâm, cho nên có vậy chứ mà nó không tới. Còn bây giờ nó xả rồi đó, cũng như bây giờ con về đây con tập nha, con xả này trong 5 ngày nè, con tập con tu và con thấy nó thoải mái, nó không buồn ngủ cái gì hết, nghe nó sướng quá, nghe nó giải thoát thật sự. Mình không bận tâm, bởi vì Đức Phật nói cái đời sống của người tu sĩ á, các con cứ xét cái đời sống mà tu sĩ, như bây giờ con về đây coi như là đời sống mình tu sĩ, ngày ăn bữa rồi không còn lo cơm lo nước, không còn lo quần lo áo, nó cái tất cả mọi cái gì hết, còn lo gì hết, hoàn toàn là mình không lo gì nữa hết à. Thì cái thứ nhất là tôi thấy không còn lo đời sống, là giải thoát rồi. Cho nên Đức Phật nói tới giờ ta đi xin ăn, đến đó người ta cho gì mình ăn mấy, không có đòi hỏi gì, thì tức là giải thoát rồi, tôi còn bản tâm cái ăn. Còn hiểu chưa? Cho nên đó là cái đời sống người ta đã giải thoát rồi. Và đồng thời người ta chấp nhận cái đời sống như vậy là giải thoát. Bởi vì mình suy nghĩ, mình giải thoát rõ ràng lắm. Bây giờ con về đây con dẹp hết, tất cả mọi cái bỏ hết. Cũng như bây giờ chân trí con về đây còn bó hết, không còn cái gì cơ sở gì hết, hoàn toàn ở đây tu hành. Mình cứ nghiệm thấy hàng ngày mình giải thoát cái gì đây, sẽ thấy giải thoát hoàn toàn. Bởi vì cái giải thoát nó rõ ràng và cụ thể nó. Nhưng mà mình cứ mình tiếp duyên ra ngoài thì mình không giải thoát, mà mình không tiếp duyên là giải thoát à. Bởi vì ví dụ bây giờ mình xét nè, tâm nó khởi niệm thì không có cho nó dính mắc cái niệm lo lắng cái người cái kia, nhớ anh nhớ em nhớ cha nhớ mẹ nhớ con nhớ cái nhớ tất cả mọi cái, không có cho nó nữa. Mình đã tu rồi thì không có nhớ ai nữa hết, không? Thì bắt đầu từ đó nó có cái niệm gì, tất cả những cái nhớ thương này đều là mình cũng biết nó là cái pháp, nó đem đến cái ác pháp, nó làm cho tâm mình khổ, nó làm cho tâm mình dính mắc, nó làm cho tâm mình bị thất kiết sử ngũ tiền cái, nó làm cho tâm mình thế này thế kia, thì làm sao cho nó thanh tịnh được?
cho nên mình hiểu như vậy rồi thì bắt đầu bây giờ mình cứ ngồi chơi, à đi cũng chơi, không tập trung, không gom, không có gì hết, hoàn toàn đi như người vô sự. Nhưng mà tự nhiên nó biết cái đi, thầy nói tự nhiên nó biết cái đi, các con cứ lưu ý thử rồi. Nhưng mà các con sống chừng một ngày ba ngày các con thấy nó quen rồi, nó quen là tự nhiên nó dạy được bao nhiêu pháp án không có nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta sống trong thiện pháp thì lúc bây giờ phải thấy được cái trạng thái thanh thản vô sự ra ngoài. Mà các con sống như vậy trong vòng 3 tháng, các con thầy nói thật sự các con sẽ có đủ đạo lực đó. Bởi vì tịnh, tự định kỹ cái tâm thanh tịnh rồi thì các con nó có cái đạo lực của nó, các con ra lệnh nó làm. Còn cái tâm mình nó không thanh tịnh là tại vì cái lớp bụi đời, cái lớp bụi, cái lớp mà ác pháp nó phủ hết rồi. Còn cái thiện pháp nó không có, bởi vì Đức Phật lấy thiện pháp mà đi vào cái chỗ tu, chứ không phải dừng cái niệm thiện niệm ác. Bởi vì không có cho cái niệm nào, bây giờ cái niệm nó khởi là một cái niệm mà bây giờ mình biết cái tâm của mình nó chưa thiện thì cái niệm đó phải ác thôi, con hiểu không? Còn cái tâm của mình mà nó toàn thiện thì nó khởi niệm, thì niệm nó lại niệm thiện chứ làm sao mà niệm ác được. Cũng như bây giờ thầy hoàn toàn rồi, bây giờ tâm thầy khởi niệm gì thì nó không có nằm ở trong cái ngã của nó. Còn khi mà các con còn như vậy, các con nói các con không ngã, nhưng mà sự thật ra thì mình đang bị phủ một cái lớp ác pháp này, cái ngã nó mang theo. Cái hệ cái ác pháp thì nó mang theo với cái ngã của nó. Cho nên cái niệm nào coi vậy chứ, mình nói bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình sẽ làm việc từ thiện. Cái việc từ thiện đó chưa khả lạ là thiện, mà vì nó nuôi cái bản ngã nó là nó làm cái được, đó là giác. Hay hoặc là vì cái chuyện gì của cuộc sống của cái ngã của nó mà nó làm cái việc thiện này để bảo vệ cái ngã của nó. Cũng như bây giờ nhà nước kêu gọi cái gì đó, mình làm việc từ thiện thì tức là cái việc mà làm từ thiện này trong cái người của mình nó chưa hoàn toàn là thanh tịnh thì nó mang theo cái ngã. À nếu mà không, mình không làm cái này thì mình làm ăn không được, phải làm để cho nhà nước được làm pháp có coi trong mình, thì ngày đó nó phải nuôi cái ngã của nó. Nó lại đem cái ví dụ như vậy để cho các con thấy trên cái sự tu tập á. Cho nên hàng ngày mà chúng ta biết được, chúng ta không tập trung, không vô quân tập, bởi vì hầu hết từ xưa đến giờ thầy thấy họ tu là tu sai hết rồi, tu không cứ tập trung, cho nên tu hoài mà tu không được. Muốn mà tu cho được thì lúc bây giờ, cho nên mình tu á, coi như là không có tu, mà tu thật sự, tu ở trong cái tâm niệm, mỗi cái niệm của mình. Ví dụ như là sáng ra quét sân, quét sân thì mình có không tập trung ở trong cái sự quét sân, nhưng mà tập trung ở trong cái tâm coi nó có nghĩ gì không. À, nó quét, nó cứ quét, quét kể, nó quét, quét làm gì nó làm. Mà nó có một cái niệm gì đó thì mau mau là dừng nó. Còn nếu mà nó không niệm thôi, còn mình ức chế quá không được. Cho nên thấy nó thoải mái. Rồi sự suy tư của mình thấy à, như vậy là rõ ràng là có vậy. Không còn bận tâm, không còn lo lắng, không còn nghĩ nợ, không còn gì hết. Thật sự ra nếu mà mình quyết tu giải thoát thì coi như là không có dướng mạnh gì nữa hết, thì hoàn toàn thời gian sau mình làm chủ được cái sự sống chết của mình liền, nó không có lâu. Còn mình cứ ức chế nó thì nó khi mà đó nó không vọng tưởng thì thôi, chứ xả ra thì có vọng tưởng à. Còn cái vụ mà con ức chế rồi, con xả ra thì con phải lo lắng cái này cái kia nọ. Còn khi mà con tu như vậy, con cái tu cái trong cái thời gian tu cũng như thời gian không tu nó y như nhau, tự cái tâm nó vậy, bởi vì nó thanh tịnh rồi. Còn mình tu á, ví dụ như bây giờ hồi mình tu á, sáng mình tập trung mình đi kinh hành trong cái giờ mình tu, thì mình xả ra nó lại nghĩ ngợi mày lạ. Rồi mình thấy thì như vậy là tu hoài mà sao tâm không hết, kỳ không hết, vọng tưởng kỳ vậy. Thật sự ra đó là cái tu sai của mình, cho nên các con lưu ý để phần tu. Bởi vì thầy nói với Mặc Hạnh á, mình ăn á, mà mình ngồi đây mình ăn, mình thấy ăn ngon thì mình cũng biết ngon, cũng cái ngọt, cái đắng, cái dở, cái gì mình cũng biết chứ. Nhưng mà có điều kiện là trong niệm của mình coi có còn muốn không. À, nó không muốn thì thử được thôi, chứ cần gì, cần gì phải đi tìm nó chứ. À, mình cứ ngồi ăn cách rất tự nhiên, vui vẻ, không có bình thường có vậy. Thật sự ra mình thấy à vậy đó, thật sự không có bận tâm trong cái vấn đề ăn uống gì hết, không có lo lắng cái gì hết. Đó là cái tu của mình đó, tu ở trong những cái ăn uống, rồi tu ở trong cái đi kinh hành, tu ở trong cái quét, cái dọn, tu trong cái những nhỏ cọ mình làm, thì tất cả những cái này nó sẽ giúp cho chúng ta thanh thản an lạc. Thầy nói duy nhất làm sao mà giữ được cái tâm của mình á là nó thanh thản thôi, thì lâu nó trở về thanh thản rồi, đừng có trụ trong này, đừng trụ kia, nó cứ thanh thản là được, nó vô sự. Cho nên cái chữ mà vô sự của thầy nó thanh thản an lạc vô sự. Ba cái danh từ này thầy thường thường hay nhắc tới nhắc luôn là cái chỗ mà chúng ta tu á. Cho nên bây giờ các con về các con thực hiện á, đừng có tập trung. Ví dụ như bây giờ mình ngồi để cho mình tu tập hơi thở thì mình cũng ngồi với cái dạng thanh thản của nó,
chứ không tập trung trong hơi thở. Ngồi chơi, ví dụ như bây giờ thầy ngồi như thế này nè, đó, thì tâm ý của thầy nó đang lấn quấn ở đâu kể nó thầy không biết, nhưng mà nó đừng nghĩ gì được này, đừng nghĩ gì thì được, mà nó nghĩ thì thầy suy tư quá tải. Đó là ngăn ác mà diệt ác. Có hai cái pháp này cứ luôn liên tục chúng ta sống thôi, sống cho đến khi mà tự tỉnh kỹ, tâm hoàn toàn nó thanh tịnh, luôn luôn nó ở trong mọi hành động của chúng thanh của chúng ta, thì lúc bây giờ nó là tự tỉnh kỹ rồi. Cho nên ngay cái bài kệ mà Đức Phật nhắc nhở của mình á, nhắc nhở cho mình tu á, là thực hiện được tứ chánh cần. Cái bài kệ chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tỉnh kỹ, thì đó là bốn cái câu, ba cái câu kệ này để giúp cho chúng ta biết được cái cách thức chúng ta tu tập. Cho nên có một vị thiền sư đó, thầy nhắc lại, có một vị thiền sư tên là Ô Sào Thiền Sư. Ngài làm ở trên một cái chảng ba cái cây, ngài làm một cái thất ở trên đó, rồi ngài trèo trên đó ngài ngồi thiền. Thì ở trong đó, thì ở cái khu vực đó thì có một vị quan huyện ở đó, thì ông ta nghe cái vị tu sĩ đó trèo trên cây mà làm cái thất ở trên thất ở trên đó mà ngồi thiền vậy đó, thì ông ta mới đến thăm. Ông thăm thì ông đứng dưới cây, ông nhìn lên thì ông kia ngồi thiền ở trên đó. Ông vị quan đó ông mới nói: thầy sao mà ngồi thiền cách mà ở trên cao như vậy, nguy hiểm quá vậy? Thì ông ta nói: chỗ của tôi chưa nguy hiểm bằng chỗ của ông. Thì ông quan huyện này ổng giật mình, bởi vì nói rất đúng, dù nó nguy hiểm như vậy nhưng mà không nguy hiểm bằng cái quan chức của ông ở trên cái địa vị của ông. Cho nên ổng nghe ông giật mình, ổng mới hỏi: vậy chứ bạch thầy, vậy chứ mình tu theo Phật pháp phải tu cái gì? Thì vị thiền sư nói: chư ác mà tác chúng thiện phụng hành tự tỉnh kỹ. Thì cái ông quan ổng nói: đó là trẻ con người ta cũng biết nữa mà ông còn nói cái chuyện đó là chi? Thì ông ta mới nói như thế này: trẻ con còn biết nhưng mà lão già 80 chưa làm được. Cái hiểu như vậy á thì chúng ta thấy ông này nói hay quá, nhưng mà sự thật không phải hay. Ông ta không hiểu chỗ cái câu kệ của Phật, nghĩa là ông nghĩ rằng chư ác mà tác chúng thiện phụng hành là rất khó, cho nên 80 tuổi chưa thực hiện được. Không phải, một giây thầy nói một giây tâm thầy thanh thản vô sự là nó đã thực hiện được cái chỗ đó rồi, chứ đâu phải không, chứ đâu phải đỡ tắm được tuổi đâu. Cho nên vì vậy khi mà chúng ta hiểu biết nó rồi thì trong một giây thì nó đã thiện pháp rồi, tức là ở trong một cái giây thầy tu hành là ngay đó thầy đã thực hiện được, chứ đâu phải đợi ông già 80 lập chưa được, ngay đó thầy làm trong từng phút từng giây được. Cho nên vị thiền sư này không hiểu, thầy nói thật sự đem cái câu chuyện này ra để thấy rằng thiền sư không hiểu được Phật pháp. Còn cái hiểu của Phật pháp, bởi vì Đức Phật nói pháp của ta đến để mà thấy, nghĩa là đến chúng ta tu hành thấy liền, không có thời gian, còn thấy rõ. Bởi vì đến khi mà mình thực hiện là thấy giải thoát rồi, bởi vì trong đầu óc này nó thanh thản vô sự mà an lạc, tức là hỷ lạc đó, nó làm cho chúng ta an ổn, không có còn bận tâm, không có thân, chúng ta cũng không còn bận biểu một cái chuyện gì hết à. Nó không phải đem ra cái sức của chúng ta phải làm cái này cái kia cho nó nặng nề, cho nên cái thân nó không bận mà thành nó lạc. Còn cái tâm nó vô sự cho nên nó cũng an ổn của nó không có nghĩ cái niệm này niệm kia niệm khác phải làm cái này cái kia, nó thấy còn phải trách nhiệm phải cái này cái kia, không phải đâu, mà toàn nó xả hết rồi. Đó là những cái mà chúng ta tu hành. Vậy mà người mà không hiểu như vị thiền sư Ô Sào Thiền Sư đó, ngài không hiểu được cái lời của Phật, ngài tưởng đó là cái câu nói rất khó làm. Nó cô động ở trong cái bài kinh pháp cú như vậy, lời ngắn gọn vậy, nhưng nó thật sự ra nó làm được chứ không phải không làm được. Nó làm được bằng cái chúng ta thực hiện đúng là chúng ta thấy ngay kết quả có liền. Bởi vì khi mà thầy nói rằng khi mà các con tu mà các con bị hôn trầm là các con đã tu sai. Các con tu mà nghe nó mệt nhọc bết bát quá là sai. Người ta tu sao người ta thoải mái, người ta dễ chịu quá vậy? Bởi vì đời người ta không còn lo lắng một cái gì hết, người ta không còn sợ đói sợ gì, người ta không còn con cái không còn gì hết, cho nên vì vậy mà người ta giải thoát rồi. Đó là ngay đó là chúng ta đã thấy. Mà bây giờ cái tâm của mình nó đã là tu rồi thì tức là bao nhiêu cái chuyện đời nó dẹp ra hết rồi, thì nó đâu còn là ác pháp. Mà không còn ác pháp thì nó là vô sự. Còn bây giờ mình đã tu rồi mà chuyện này lo chuyện kia, lo chuyện này kia, vậy là tu sao? Thầy còn hiểu, đã lo là ác pháp chứ sao? Là tính cái chuyện này, tính cái chuyện kia, tính chuyện nọ. Ở đời mình hết có giao thiệp với mọi người rồi, cắt đứt hết rồi, ly gia cắt ái rồi, cắt đứt hết, không còn nghĩ cái này kia, không còn đi đám cưới, không còn đi đám ma. Còn này mình tu rồi mà còn nghĩ đám cưới đám ma này kia, hoặc là đi thăm bệnh thăm này kia nữa, thì cái chuyện đó là chuyện đời thôi chứ đâu phải là chuyện tu nữa. Các bạn thấy không?
cho nên mình không có lo bạn bè này bạn bè kia, không có lo hoàn toàn, tất cả cái đầu óc nó vô sự, nó trống rỗng, cho nên như vậy nó mới thanh tịnh được cái tập của mình. Đó, thầy nói như thế này nè, bởi vì thầy nói rất khó là tại vì chúng ta hiểu bây giờ mà chúng ta giữ được cái tâm tu hành đúng pháp vậy đó, thực ra nó làm cho cái tâm chúng ta rất sạch. Tại sao? Tại từ khi mà chúng ta sinh ra đời thì chúng ta mang theo giống cái nghiệp. Cái nghiệp tức là cái thói quen của chúng ta. Lớn lên tự nhiên cái nghiệp đó nó phát triển theo cái tâm, cái bản năng, cái khả năng, cái đặc tướng của mình, cái khả năng riêng của mình ham muốn cái gì đó thì nó mang theo cái đó, nó đi một hướng của nó. Cho nên nó đã sẵn một cái tờ giấy của chúng ta là cái tờ giấy đã nhuộm đen rồi. Người nào cũng vậy. Nhưng bây giờ nó đen chứ nó chưa có đen luôn. Rồi lúc bây giờ chúng ta mới tô thêm. Cho nên cái tờ giấy đã đen rồi mà bị cứ tiếp tô thêm, tô hoài tô thêm. Rồi bắt đầu bây giờ bảo làm sao cho nó sạch. Cũng như thầy, từ nhỏ chứ lớn thầy tô hoài, thầy không nhiễm. Ví dụ thầy không nhiễm về cái này cái nọ kia, thầy không nhiễm về phụ nữ, thầy không nhiễm gì tất cả hết. Bây giờ hỏi thầy có biết gì đâu. Phải không? Các con hiểu không? Như vậy là cái tờ giấy thầy nó trắng. Mặc dù trước kia nó đã nhuộm, từ trước thầy có nhuộm nó mờ mờ, nó đen rồi. Đợi nay thầy không tô thêm nữa cho nên nó không đen. Ra từ đó thầy là cố gắng thầy xóa đi cái màn đen ở trong này. Cho nên hàng ngày thầy giữ cái tâm của thầy. Cho nên vì vậy mà cái tâm thầy nó càng ngày nó trong sạch ra. Nó trong sạch tức là cái tờ giấy mà nhuộm đen này bắt đầu nó sạch ra. Còn các con thì nhiễm thêm. Nhiễm thêm bây giờ cái tờ giấy nó thâm. Nó thâm đen rồi. Nó thâm đen hơn thầy. Bởi vì thầy sinh ra 8-9 tuổi thầy đi tu rồi, cho nên thầy không có nhiễm gì. Cà phê, thuốc lá, rượu, chè gì không nhiễm. Phụ nữ cái gì cũng không nhiễm hết. Cho nên bây giờ từ cái chỗ mà cái nghiệp của thầy, nó là cái tờ giấy nó có màu lam lam trong đó rồi. Bây giờ thầy cố gắng, thầy cứ ngày ngày thầy giữ tâm mình, thì cái tờ giấy này bắt đầu nó sạch lành, nó trắng lại hết. Còn mấy con thì cứ nhiễm đi, ăn uống cái này cái kia. Bây giờ thầy nói ăn rồi bây giờ các con nghĩ là, thầy nói hôm đó tôi có ăn cái gì đó thì nó ngon quá. Bây giờ mặc dù là không ăn nhưng mà hồi tưởng nhớ lại thì nó cũng có nhớ cái đó. Không, mà có nhớ tức là nó dính trong này rồi, nó dính trong cái tâm của các con rồi. Cho nên bây giờ các con mà nỗ lực thực hiện chưa đúng cách á thì nó sẽ lần lần nó sẽ xóa mờ hết tất cả những cái này. Chừng đó không biết hồi đó mình ăn cái gì cũng như bây giờ. Thầy nói thật sự, hồi còn nhỏ sinh ra cha mẹ cũng cho mình ăn thịt cá chứ đâu phải không, chứ đâu phải mình thánh thiện liền. Nhưng mà cái thời gian mà đi tu cho tới bây giờ ăn chay rồi, không biết ăn thịt heo là cái nó ra sao nữa. Phải không? Không biết cái thịt miếng thịt bò với miếng thịt heo nó khác làm sao mình còn không hiểu nữa. Cái đầu nó quên vậy đó. Thì nó quên vậy tức là nó trắng ở trong cái đầu mình rồi chứ gì. Cái tâm nó trắng rồi cho nên nó không biết cái đó là cái gì. Họ bây giờ nói đến miếng thịt bò, các con biết miếng thịt bò nó sao, các con biết. Mà miếng thịt heo biết sao, miếng thịt gà biết sao. Phải không? Còn như thầy bây giờ nó, bởi vì mình không có ăn, thành ra mình không biết nó ra sao hết. Các con hiểu điều đó không? Cho nên do cái chỗ tu của chúng ta nó làm thời gian sau nó cứ ở bây giờ nó khởi ra cái miếng thịt heo thì mình cái này là cái đau khổ của chúng sanh mày phải dẹp. Từ đó nó không có quân đêm nữa thì lần lượt nó mờ dần đến 5 năm 10 năm sau cái bắt đầu nó sạch hết. Thì nó sạch hết là nó thanh tịnh cái gì, mà nó thanh tịnh thì tức là thành công chứ tới được chứ con còn cái gì nữa. Các con muốn hồi nào nó làm hồi nấy chứ gì. Còn bây giờ cái tâm của các con nó đen thùi, thầy nó thật sự đen như cái bàn này mà bảo nó bay thì làm sao nó bay được trời thôi. Thì nó thật sự nó đâu có đơn giản, nó đâu có dễ. Phải không các con hiểu? Mà các con cứ quân thêm, quân vô tờ cái bàn này nó đã đen rồi mà giờ còn tô nữa thì thầy có hết chỗ nói được còn gì. Biết chừng nào mà cạo cho sạch ra được. Cho nên chúng ta tu hành chúng ta biết là chúng ta làm sao cho nó trắng trở lại cái bàn này, cho nó trắng trở lại chứ đừng có để cho nó đen nữa. Còn bắt đầu cứ mình cứ sơn lên lớp này rồi sơn lên lớp kia lớp qua thì cái bàn này cạo lớp này ra rồi tới lớp khác, bây giờ nó đóng một lớp dày vậy cạo biết chừng nào cho rồi. Cho nên hàng ngày mà các con nỗ lực, các con thực hiện thì các con sẽ cạo cái lớp sơn này, lớp này tới lớp khác, cạo hoài cạo riết cho nó hoàn toàn nó sẽ bọc sẽ bấm ra. Chừng đó các con hỏi đó không biết sao nói nữa à, bây giờ đâu có biết gì đâu đó. Thì ở đây như thầy nói, ở đây như chính trực nè, như mặt tạng nè, không có biết gì phụ nữ cái gì hết. Bây giờ hỏi phụ nữ biết cái gì đâu nói, thầy nói thật sự đâu có biết gì đâu. Cho nên đó còn tặng đừng có nhiễm nó, mà nhiễm nó rồi thì ông nội trời đất ơi, lộn cái lớp da này đâu có được dễ đâu, cái màn đen tối này đâu phải dễ đâu. Cho nên vì vậy chúng ta tu hành mà được sớm á là quý lắm rồi, chúng ta dễ hơn cái người mà mới tu. Còn cái người mà nhiễm đời rồi tu, như bây giờ mình tâm khó tu chứ không phải dễ đâu, tu phải nhiều gấp đôi mấy lần mấy con. Còn mấy con mình tu đúng, còn các con tu sai là con không có tập trung, là con cũng không có
ức chế cái tâm của mình đâu có xả. Mà không xả thì không có được. Bởi vì thầy nói ly dục ly ác pháp, xả tâm tứ chứng cần thì ngăn ác diệt ác, khó được nhiêu vậy thôi. Chúng ta ngồi chơi thanh thản, ở đời mình giải thoát rồi, bỏ hết rồi, không còn gì nữa hết rồi, không còn nghĩ gì hết, thì đó là giải thoát. Cách thức chúng ta thấy rất rõ mình giải thoát rất rõ. Giải thoát từ cái ăn, từ cái ngủ, từ tất cả những vật chất, từ cái gì bỏ sạch hết, không có cái gì mà tốt đẹp với mình nữa hết, không có gì quý báu hết, đời nào còn gì nữa, chỉ còn có một cái chỗ tâm thanh thản vô sự và an lạc này mà thôi. Chúng ta sẽ chấp nhận nó và chúng ta sẽ thực hiện được nó đến cuối cùng. Không có khó khăn, thầy nói không có khó khăn. Sống ngồi chơi vậy cũng được, đi cũng được, đi tới đi lui ha, hoặc ngày kia nọ. Mà tu như vậy thầy nói không bao giờ bị hôn trầm. Còn chúng ta ngồi mà ức chế tâm coi thử coi, ngồi mà ghim cho nó đừng có vọng tưởng nó bị hôn trầm. Mà khi nó hết hôn trầm rồi thì nó đứng chừng ở chỗ đó, nó không tiến vô, mà nó tiến vô thì nó bị tiến vô vào những cái áp pháp. Bằng chứng như bên tâm con thấy, từ cái chỗ mà nó tiến vô, nó tới đó nó bị phát tưởng rồi, bắt đầu nó kiến giải, nó nói này nữa kia, nó nói tùm lum hết. Cho nên đến khi mà nó gặp bạn bè nói đến khang khổ rồi mà cũng còn thích nói nữa, nó bị lạc vào pháp rồi. Cho nên do cái chỗ mà lạc vào pháp đó mà cứ nghĩ tưởng là mình sẽ thực hiện thành công, cho nên ức chế để cho nó tĩnh dĩ hơi thở để mà thực hiện thành công. Không ngờ ức chế nó ức chế nín thở. Nín thở thì trong lúc mình ở trong cái trạng thái định tưởng á, thì cảm giác như là mình nín thở, nhưng sự thật ra nó chưa hẳn nín đâu. Nhưng mà mình cố gắng mình ức chế nó thì mình nín thở chứ gì, mình thở chậm chứ gì, mình thở cho rất chậm chứ gì, thở cho nhẹ chứ gì. Nhưng mà không ngờ ở trong cái mạch, những cái mạch máu ở trong phổi của mình nó bị đứt đi. Do đó mà vi trùng nó mới tác động, nó dồn vào nó ăn những cái vết thương ở trong phổi của mình, mà nó mới thành ra bệnh phổi chứ. Chứ làm gì mà ở đây mà tu hành mà bệnh phổi, các con thấy rất rõ mà. Đó, thì trừ ra khi nào mà chúng ta đã bị bệnh phổi sẵn rồi, do đó mà chúng ta tu sai thì nó mới đi đến. Còn bây giờ chúng ta bị bệnh phổi mà chúng ta tu đúng dẫn hết bệnh phổi, nó vẫn loại trừ ra vi trùng phổi. Thì tại sao vi trùng phổi mà nó loại trừ ra được? Thầy qua kinh nghiệm thầy biết rất rõ ràng. Thầy là con người ngày xưa thầy đi dạy học, thầy bị bệnh phổi rồi. Trong khi đó thầy tu hành sau khi thầy tu hành xong rồi thì hoàn toàn thầy làm chủ được, thầy không sợ bệnh phổi nữa rồi. Cho nên đến ngày cuối cùng không biết thầy thải trừ tất cả những cái, mặc dù là người ta tìm cái vi trùng nó không ra là tại vì mình có uống thuốc và con vi trùng nó đề kháng, nó khó mà có thể nói rằng người ta tìm ra được. Do đó mà khi mà bệnh của mình nó trở lại, nó phát hiện như vậy thì tức là mình lao động, mình làm việc tất cả mọi cái thì cơ thể mình nó phải suy yếu, nó phải phát triển, nó không sức đề kháng, thì con vi trùng bắt đầu nó phản kháng, nó phát bệnh mình ra. Do cái sức khỏe của mình không đủ cái sức đề kháng của nó thì do đó bệnh mình nó phải tái phát. Vì vậy mà mình sử dụng cái sức tu tập của mình để cho cái sức cơ thể của mình nó đủ cái sức đề kháng lại thì con vi trùng nó không có nó phát triển được. Do vì vậy nó bị tiêu diệt. Mình tạo thêm cái nội lực của tâm của mình, mà trong cái sự thanh tịnh của tâm của mình thì cái nội lực mình vẫn có. Còn cái tâm của mình lăng xăng thì cái nội lực của tâm của mình nó sẽ yếu, nhất là cái tuổi già thì không có đủ cái sức đề kháng. Cho nên ở đây các con thấy tu nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Qua những cái điều kiện mà thầy đã thực hiện ở đây, trong cái sự thật, trường hợp xảy ra sự thật, chứ không tạo một cách giả tạo được, bằng cách sự thật nó đưa đến những cái nhân quả nó như vậy. Mình sử dụng những cái tu hành của mình để làm chủ được cái nhân quả của nó bằng cách rất là chủ động. Do cái sự tu tập đúng cách và nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, nó vô sự, thì lúc bây giờ các con sẽ thấy rất là hạnh phúc. Nghĩa là một ngày qua là các con thấy sung sướng quá, mình giải thoát hoàn toàn. Rồi giờ này qua mình thấy như vậy mình giải thoát hoàn toàn. Nhìn lại những người xung quanh sao họ khổ quá vậy. Các con sẽ xét thấy, ví dụ như bây giờ Minh Tâm con về đây nè, trong 5 ngày ở đây con tu hành, con sẽ nhìn lại gia đình con, mọi người quá khổ. Họ không thấy được cái sự giải thoát mà mình được giải thoát. Nó không còn nghĩ cái này, nghĩ ngợi cái kia, cái nọ được, vì tất cả những cái nghĩ đều là bị mình xả ra. Đó là những ác pháp. Như vậy là thầy hôm nay thì nhắc để cho các con thấy được cái chỗ tu hành của mình, rồi mình về mình thực hành cho đúng. Chứ còn mình thực hành mà mình tu theo cái kiểu mà như từ lâu tới giờ mình hiểu đó, mình tập trung như vậy là mình rất nguy hiểm. Và nó sẽ không đi tới đâu, và nó đưa mình đến bị hôn trầm, lừ đừ, bớt, mệt nhọc. Mẹ càng nỗ lực tu chừng nào thì các con sẽ bị mệt nhọc chừng đấy. Người ta tu càng ngày người ta thấy khỏe, cơ thể, sức khỏe người ta thấy tăng lên chứ. Tại vì nói chung là tại vì thầy làm việc quá nhiều. Các con biết thầy phải sáng tạo, thầy phải viết nách đỏ, thầy làm việc liên tục. Nhiều khi trong khi thầy làm cái bộ sách này rồi
thì không, trong khi tắt điện thì thầy lại làm cái suy nghĩ một cái chuyện khác, hay thay vì mà tập trung vào một cái sự việc nào đó mình làm thì cái đó nó dễ. Đằng này bây giờ thầy làm những cái việc nó nhiều chuyện ở trong đầu. Bây giờ thầy giải về cái những cái giới đức, tức là những cái giới hạnh mà thầy giảng về cái giới hạnh. Rồi bắt đầu bây giờ thầy lại trả lời cho những người ta hỏi những câu hỏi cách thức tu như thế này, làm như là hai cái đầu óc của thầy phải làm hai công, một cái đầu óc mà làm hai công việc, phải hai công việc. Bởi vì khi mà suy nghĩ một cái chuyện mà trả lời người ta hỏi những cái thắc mắc này, người ta đâu có hỏi gì ở cái chỗ này, chứ phải chi họ hỏi đúng cái chỗ này mình trả lời thì nó phải xung xuống thôi. Còn cái này người ta hỏi gì cái chuyện ở gia đình người ta trà xảy ra, hoặc là chuyện mê tín gì đủ thứ á. Họ đằng này mình chỉ nói bây giờ phải cái đức hạnh đó, cung kính là cái đức hạnh gì, mà cái vệ sinh là cái đức hạnh như thế nào, hay hoặc là trên cái con đường mà lưu thông này kia, cái luật lệ giao thông á, nó thuộc về đức hạnh gì, để dạy người ta thuộc về đức hạnh. Bắt đầu cái đầu óc nó phải suy tư về cái hướng đức hạnh này, bây giờ phải trả lời về cái chuyện mê tín dị đoan đủ thứ, thì hai cái đầu nó phải làm hai cái thứ chuyện. Như vậy là thầy rất nặng nhọc làm một cái đầu óc mà làm hai chuyện chứ không phải là một chuyện. Bây giờ thí dụ như thầy đặt thành là thầy làm nhà tiểu thuyết, thầy viết câu chuyện tiểu thuyết nào đó, thầy xây dựng cái nhân vật, rồi do đó thì bố cục như thế nào, thì bắt đầu thầy ngồi thầy viết, thì nó đi có một lần vậy thôi, nó không thể đi khác cái chỗ khác được. Mà bây giờ đang viết một cái cuốn tiểu thuyết này mà xây dựng cuốn tiểu thuyết nữa, xây dựng không có được đâu, thầy đâu có đầu óc ai xây dựng đâu hết. Mà thầy đang xây dựng được hai cái đầu óc, một cái đầu óc mà làm việc hai hướng, nghĩa là hai cái tác phẩm đó, nghĩa là một cái tác phẩm á thì các con biết vấn đạo, tức là hỏi đạo, mà một cái tác phẩm á thì phải là dạy gì đạo đức. Rồi bây giờ tới giai đoạn mà viết hết những cái bộ sách giới này rồi thì bắt đầu tới cái giai đoạn là viết đạo đức nhân quả, thì trong đồng thời thì làm việc này để trả lời những cái chuyện mà mê tín dị đoan, những cái chuyện mà của đại thừa của thiền tông dạy người ta sai nè. Đó là hai cái đầu, thầy phải xây dựng hai cái tác phẩm, nó đi song song với nhau ở trong cái việc làm của thầy. Cho nên vì vậy mà thầy rất mệt nhọc. Sức khỏe của thầy thì khi mà làm việc như vậy, đó phải làm chứ thầy có làm lao động gì đâu, nhưng mà điều kiện á coi vậy chứ nó hao rất hao. Nó làm cho thầy thấy cũng như hôm mà thầy nghỉ ngơi trong một tháng thì ra, các con nhìn thầy các con thấy khỏe khoắn rõ ràng không, mặt hồng hào phải không, mà da bóng lên phải không. Còn thầy làm việc bây giờ thầy giữ chẩn đứng được nó như thế này là quá mức của thầy rồi đó. Từ ra thầy bây giờ có nghỉ ngơi làm việc ít lại thì cơ thể của thầy mới khỏe hơn, chứ còn mấy thầy nỗ lực thầy làm như thế này thì càng ngày cái cơ thể càng suy xuống nhiều, chứ không phải là nó chẩn đứng như thế này được đâu. Đó thì hôm nay thầy nói để cho các con thấy trong cái sự tu tập, tức là trong cái chỗ mà thầy nghỉ ngơi thôi, nghĩa là thầy không có làm gì hết, thì lúc bây giờ cái tâm của thầy sống bình thường mọi cái, nhưng mà nó vô sự nè, thanh thản nè, an lạc, thì trong lúc đó cái cơ thể thầy nó sẽ khỏe mạnh vô cùng nè, không bao giờ già nữa. Thầy nói thật sự không già, nhưng mà thầy làm việc như thế này cơ thể thầy nó hoạt động quá nhiều, buộc nó phải hoạt động làm việc rất nhiều, cho nên cơ thể càng suy càng già thêm. Còn nếu mà thầy giữ cái tâm thanh thản vô sự, cơ thể thầy không già, thầy tính 100 tuổi hay 1000 tuổi cũng chưa chắc chết nữa, bởi vì nó có làm việc gì đâu. Cho nên mà lại thầy phục hồi nó bằng cái tâm thanh tịnh vô cùng của nó, cho nên cơ thể nó không bị già đó. Thì hôm nay thầy nói để cho các con thấy, nếu mà các con bỏ hết tất cả hết rồi thì các con sẽ tu đúng cách rồi, các con sẽ thấy ngày ngày các con sẽ nghiệm chứ rõ ràng là ngày hôm nay mình có mấy cái niệm này, mình điều xả nó, mình thấy thanh thản vô cùng, nó không có sai được mình. Các con nhớ mỗi cái niệm nó có mục đích của nó là đến nó sai, vì Đức Phật nói thất kiết xử mà, nó vừa trói mình mà nó vừa sai mình, nó sai mình, nó làm cho mình phải lo lắng, phải suy nghĩ, phải này kia nọ. Còn mình không bị nó sai thì mình xả nó, trở về thanh thản vô sự thì tức là không bị sai nữa, là mình đoạn dứt thất kiết xử rồi đó. Cho nên càng tu là mình thích tu, càng tu là thấy kết quả của mình giải thoát. Mình đừng có nhìn bây giờ mà tôi ra lệnh nó hết bệnh, tôi ra lệnh nó tỉnh chỉ hơi thở, đừng có nghĩ cái cao đó đâu, đừng có nghĩ cái điều đó đâu, mà các con nghĩ ngay cái chỗ mà giải thoát của con, từng chút từng ly từng giây từng phút, nó không bị ràng buộc, nó không bị trói buộc thất kiết xử và ngũ thiền cái này, thì ngay đó các con sẽ thấy kết quả, và từ đó cái tâm càng ngày càng thanh tịnh đến mức độ của nó sẽ đi vào thiền định rất dễ dàng, các con. Đó, các con nhớ chưa? Nhớ như vậy về các con thực hành. Nếu mà sai thì tôi hỏi kỹ là sao con tu ngay bị hôn trầm, sao con tu ngay nó vết, nói cho thầy để mà thầy tìm mọi cách, để thầy làm cách thầy gỡ những cái rối ràng đó, vì cái này là cái mình tu sai. Còn mà tu mà thấy thanh thản vô sự, vui vẻ hả, hân hoan ở trong lòng của mình, thấy trời ơi chúng sướng quá,
tại sao đời không có được như mình, người ta sao mà sống không hạnh phúc vậy nè, còn mình tại sao đi tu mà mình thấy hạnh phúc vậy nè. Cho nên có nhiều người hiểu cách lầm, người ta nói, người ta thấy mình thức khuya dậy sớm, người ta nói tu giờ khổ quá không nằm ngủ được ngu si, mà thức khuya dậy sớm mà thấy than thảm mới khỏe, chứ không phải thức dậy mà cái kiểu bắt buộc, kêu là mình bắt buộc mình á, cái kiểu đó không được. Thì nó không được là tại sao? Tại vì mình bắt buộc mình phải thức dậy mà gò bó nó này kia nọ, phải ngồi này kia cực khổ. Mình thức dậy với cái tinh thần thoải mái dễ chịu, cũng như bây giờ mà các con ngồi đây mà các con thoải mái vậy đó, là khi thức dậy nó nghe nó thoải mái, nó thích, thì đúng là chúng ta tu đúng. Còn nếu mà chúng ta dậy mà bằng cách là phải chuông reo mà không muốn dậy đó, thì đó là bắt buộc. Nhưng mà nói dù như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải bắt buộc nó đầu tiên, tức là cũng có phần ức chế nó chứ, ức chế nó. Nhưng mà sau thời gian chúng ta tu được, xả được tâm rồi, tự nó thoải mái. Tới giờ đó nó muốn dậy, nó nằm nó nghỉ chút nó dậy à, chứ nó cũng chưa có muốn dậy nữa. Nó thì các con thấy trên cái bước đường mà tu tập à, nó đúng rồi. Nó không có buồn ngủ, nó không ham ngủ, mà nó không ham gì hết. Mà bây giờ nó còn ham ngủ, à như vậy là ác pháp đây. Thế giờ này mày còn muốn ngủ rồi, mày bị ác pháp rồi. Mày mới bắt đầu dậy chứ còn không ác pháp mày, tiêu mày nha. Nó thì ngay cái chỗ mà còn cái tâm ham ngủ thì mày cũng biết rồi. À vậy thì mày phải dậy, thức dậy nè, phải sống nè, thanh thản nè, vô sự nè. Mày còn lừ đừ buồn ngủ là mày bị nè, thì tức là mình dùng pháp hướng. Để ngủ nè, phải đi, tỉnh nè, không có ngủ nữa. Ra lệnh nó ngơi với nó tỉnh à. Tại vì mình có pháp hướng, mình nhắc lưỡi đi. Không, con thấy đây thì nói đơn giản nhất là cái buồn ngủ. Khuya 2 giờ, 3 giờ mình dậy à, bắt đầu nghe lừ đừ quá à, mày chết, cái tâm này là cái tâm này còn tham nè, tham ngủ. Thì như vậy là mày phải rời đi, mày không được ở đây. Cái tâm phải đi, phải không? À, mình ra lệnh nhẹ một hơi cái nó tỉnh à. Còn mình không ra lệnh lát cái nó mà bị nằm ngủ chút xíu. Tức là nó sẽ sai mình, nó sai mình trong cái ác pháp, nó đưa mình vào trong cái ngu si mê muội. Cho nên do đó mình thức dậy mà đừng có kiểu cách mà ráng, mà kiểu cách dục pháp để mà xả. Các con thấy xả không? Còn giờ các con ráng không? Các con đi kinh hành, đi cho dữ tợn để cho nó tỉnh. Tỉnh rồi, bắt đầu tỉnh rồi vô ngồi hơi ngục. Thì như vậy rõ ràng là mình chưa có đuổi, mình chưa xả, mà mình ức chế nó thôi. À, cho nên vì vậy đó, ví dụ như bây giờ con thấy muốn tỉnh nè, bây giờ ra súc miệng nè, rửa mặt rồi này kia làm cho tỉnh nè, là chạy này kia tỉnh, đó là mình ức chế nó. Mình ức chế mình cũng làm nó tỉnh được chứ không phải không, mình ức chế nó. Nhưng mà bây giờ mình muốn xả cái niệm này, cái niệm mà buồn ngủ này, thì bằng cách mình hướng tâm à, mới đầu thì mình cũng rửa mặt, súc miệng hoặc làm cái này kia động tác rồi cho nó tỉnh táo lại đi, rồi bắt đầu dùng hướng tâm. Mình biết cái tâm của mình nó còn ham ngủ đây chứ chưa phải nó tỉnh đâu. Chừng nào mà nó thức dậy, ngay giờ đó nó thức dậy mà nó tỉnh táo thì đó là nó hết ham ngủ. Mà nó còn lừ đừ, nó còn muốn ngủ thì tức là nó còn ham ngủ. Vậy thì mình phải đuổi nó. Bởi vì cái con tham ngủ này nó còn nằm ở trong cái ngủ thiền cái. Si của ngủ thiền cái là hôn trầm thì miên. Hôn trầm thì miên là ham ngủ, ngủ gục chứ gì. Cho nên cái si của thiền cái thì nó là cái hôn trầm thì miên. Còn cái si của thất tứ sử, cái đó là gọi là vô minh kiến sử, tức là cái si của thất kiến sử thì nó khác. Một cái điều kiện gì mình không hiểu mà mình cứ chấp chặt cái đó là mình hiểu, tức là mình si ở trong cái kiến giải của mình, cái kiến thức của mình, cái hiểu biết của mình, si mình chấp nó. Cũng như thầy nói như Minh Tâm, nó si ở trong cái kiến kiến sử, nó cho rằng những người nào cũng phải học từ ở trên đại học thì mới tu mới có giải thoát được, còn nếu mà trình độ mà học thấp thì khó tu giải thoát. Sự thật cái đó là cái si. Thầy thường nhắc ông Bạc Đạt, ông là một cái người rất là tối tăm, rất dốt, ông học có 4 câu kệ không thuộc thì như vậy làm sao ông thi đại học được, thế mà ông lại tu chứng quả ra. Thì cái chấp như vậy là cái sai, mà cái sai như vậy nó cứ mang đầu óc của nó cứ hiểu là cái người phải học từ trên đại học là trên đại học cả, chứ còn dưới thì cái tâm nó ngu si, cái tâm mà nó không có học được trên đại học thì tức là không thể nào mà tu giải thoát được. Bởi vì nó nói là khi mà mình học trên đại học á, người ta nói ra cái mình hiểu, nhưng mà sự thật chính là nó không hiểu. Nếu nó hiểu thì nó đâu có ức chế tâm nó đến đâu mà nó thành bệnh. Cho nên cái thật sự ra không phải là cái trình độ học rất cao, mà cái trình độ chúng ta hiểu được mà chúng ta làm được, thì chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật. Bởi vì chỗ của đạo Phật á, cái trí tuệ không có nghĩa là cái chỗ hiểu biết cái này cái nọ cái kia gọi là hiểu biết, mà cái trí tuệ của đạo Phật xác định cho chúng ta biết á, trí tuệ ở đâu á thì đức hạnh ở đó, tức là giới luật ở đó. Trí tuệ nó làm cho giới luật thanh tịnh, mà giới luật nó làm cho trí tuệ thanh tịnh, nghĩa là hai cái này cặp. Ví dụ bây giờ có một cái
Bây giờ thí dụ một cách dễ là chúng ta thức dậy mà chúng ta thấy còn buồn ngủ, thì ngay cái trí tuệ chúng ta thấy mình còn buồn ngủ là bị hôn trầm thùy miên, tức là bị ngủ triền cái. Và cái hiểu biết ngủ triền cái thì bây giờ dùng như lý thật ý, mình hướng tâm, mình nhắc nó, mình xả nó, thì cái đó gọi là trí tuệ. Chứ không phải trí tuệ giải thoát nó kèm theo với cái sự giải thoát của nó, với cái sự hiểu biết của nó, thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Chứ không phải trí tuệ mà chúng ta học cái hiểu cái này. Từ lâu đến giờ người ta cứ nghe nói trí tuệ của Phật á, là tưởng là học hiểu minh mông, biết những cái chuyện quá khứ vị lai, tất cả những cái gì cũng biết hết á, thì đó gọi là trí tuệ. Phải, cái đó không phải là cái trí tuệ của Phật. Mà cái trí tuệ của Phật làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó giải thoát, nó không còn bị dính mắc khổ đau, thì cái đó là cái trí tuệ. Cái mục đích trí tuệ của đạo Phật là cái chỗ này. Cái hiểu biết như vậy là cái hiểu biết làm cho bản ngã chúng ta càng ngày càng chồng chất lên. Do đó cái ngã càng lớn lên, nó ngầm cái sự học hiểu của mình, nó ngầm ở trong đó, nó nuôi cái bản ngã. Hoài thì mình nói vô ngã. Cho nên có người hiểu một cái sai lệch. Khi mình một người mà họ nghĩ rằng cái người mà vô ngã đó là không bao giờ nói người này sai, người kia sai, hoặc là chê tôn giáo này tôn giáo khác. Không phải. Cái người trí tuệ, người ta biết được cái pháp này tu đúng, cái pháp này không tu đúng. Vì cái pháp này có đạo đức, cái pháp này không đạo đức, cái pháp này có giải thoát hay không giải thoát. Người ta nói tất cả những cái này không phải là cả trong cái ngã. Cho nên cái người ta hiểu lầm là khi mình nói như vậy là có nghĩa là mình nói để làm cho mình hay, mình hơn người khác, là mình ngã chứ gì. Không phải. Cái sai cái đúng chúng ta phải biết. Bởi vì cái trí tuệ dạy chúng ta biết cái đó thiện, cái đó ác, cái đúng, cái này sai, cái này tu được, cái này không tu được. Cho nên chúng ta nói cái này không nghĩa là nói cái ngã. Còn người đời người ta không hiểu. Người ta học hỏi, người ta nghĩ là nằm ở trong tâm của mình, người ta hiểu. Bây giờ người ta trên đại học, người ta có bằng tiến sĩ nè, thì người ta thấy là người ta hay hơn người khác. Nhìn chung đó thì chúng bao nhiêu hàng triệu người, mà trong cái số mà có tiến sĩ này mấy người, cho nên họ thấy họ hơn. Từ đó cái bản ngã họ vẫn nằm ở trong đó. Trái lại khi mà người tu mà theo đạo Phật á, người ta nói cái này đúng, cái này sai, cái này không đúng, cái này sai, để cho mọi người biết, suy ngẫm biết cái này đúng, cái này sai rõ ràng, thì cái người này không phải là cái ngã. Thường thường mình bị lầm, thường thường mình chỉ trích người này người đó người kia để nâng cái ngã của mình lên, để nâng cái sự hiểu biết của mình lên, mình hay chỉ trích người ta, thì do đó là cái ngã. Cho nên vì vậy mà nếu mà nói mà cái sai cái đúng của người khác là cho mình ngã, cái đó là sai. Ở đây ngày xưa Đức Phật khi mà trong cuốn kinh Trường Bộ đó, ngài bác 62 luận thuyết của ngoại đạo, tất cả 62 cái luận này đều là sai, làm cho 1000 thế giới rung chuyển. Lúc bây giờ người ta vẫn tin 62 cái luận này là đúng. Khi mà Đức Phật ra đời thì ngài cho 62 cái luận thuyết này là sai, không đúng. Thì lúc bây giờ ở trong kinh nói 1000 thế giới đều rung chuyển khi mà Đức Phật thuyết cái lời nói bác những cái 62 cái luận thuyết này, thì làm cho người ta rung chuyển hết. Nghĩa là 1000 thế giới rung chuyển, chứ không phải trong một cái thế giới của chúng ta, không đâu. 1000 cái thế giới rung chuyển, bởi vì từ 1000 cái thế giới người ta đều chấp nhận những cái luận thuyết đó là đúng, mà bây giờ người ta cho sai thì làm cho rung chuyển hết, động hết. Mà Đức Phật nói như vậy, Đức Phật có ngã không? Ngã sau người ta chửi không giận. Các con hiểu không? Người ta nói đúng, bởi vì ông Phật cũng nói đúng. Cho nên vì vậy ổng là người vô ngã thật sự. Vô ngã chỗ nào? Vô ngã chỗ người ta chửi mắng mình, người ta nói xấu mình, không giận. Mà ổng còn khuyên đệ tử, người ta chê mình, người ta nói xấu mình là tại vì người ta không hiểu mình. Người ta khen mình cũng không nên mừng, tại vì người ta khen mình, nhiều khi người ta khen mình không đúng. Cho nên chê mình thì Đức Phật cũng thấy người ta không hiểu mình, người ta mới chê. Người ta hiểu mình ở trong cái góc độ của một cái luận thuyết nào, cho nên người ta kiến chấp ở chỗ đó mà người ta chê mình. Người ta chưa có biết mình như thế nào thì cái chê của người ta không đúng, thì mình xá gì mà phải giận hơn người ta. Cái lý của Đức Phật rất rõ ràng, vững vàng, để chúng ta hiểu được, giữ tâm chúng ta hoàn toàn yên lặng và giải thoát. Còn khen mình, khen mình ở chỗ nào? Nói ông thầy đó giữ gìn giới luật này kia nọ, có đức có hạnh, khen mình đúng, nhưng mà vẫn là phàm phu, chưa phải đúng. Bởi vì cái khen nó phải toàn diện như thế nào? Một cái người mà có giới đức, có giới hạnh, có đức hạnh hẳn hoi, mà lại còn có những thiền định, mà phải có cả tam minh,
thì cái khen đó mới đúng. Còn bây giờ khen thầy nội, có thầy có đức hạnh, thầy tu giới luật nhẹ, chưa hẳn là khen thầy. Cho nên người ta khen thầy như vậy để làm gì? Ta tìm cách gì? Thầy tu khổ hạnh vậy ai tu nói? Đó là người ta khen để mà khen mình không mừng. Cho nên luôn luôn mình thấy bây giờ họ khen mình. Bây giờ thí dụ như họ khen Chính Trí nè, con nè, con tu như vậy. Tự nhiên cái tâm mình thấy hấn khởi lên, thì cái đó là cái sai. Mình chưa, họ khen chưa hẳn là khen đúng. Bởi vì con đường mình biết mình tu như thế nào, mình làm như thế nào. Bây giờ người ta chê mình Chương Trí như thế này nói như thế này mà không có đúng lời nói, nói rồi không có đúng, thì do đó mình tâm ra cái mình buồn mình này kia, thì tức là mình bị lời khen chê của họ sai xử mình mà mình không thấy mình làm chủ. Do đó khi chê người ta chưa hiểu được mình đâu. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ thầy nói như thế này nè, thì thấy rõ như Chương Đức hiểu Chương Trí thì không bao giờ mà hiểu Chương Trí, nghĩa là bây giờ khi mà nó đến đây, nó tu hành rồi, trong cái hoàn cảnh nó trở về ngoài đó thì người ta không hiểu, mọi người không hiểu, người ta chê Chương Trí. Chương Trí nói bỏ ngoài đó đi vô trong này tu, mà vô trong này tu rồi lại trở ra ngoài đó, người ta không tin Chương Trí nữa. Do đó lại có một người hiểu, người hiểu Chương Trí vì cái duyên của Chương Trí như thế nào đó mà phải đi ra đi vô như vậy thôi, chứ không phải là như mấy người đó hiểu. Cho nên một cái người hiểu này, thì trong khi người ta hiểu như vậy thì mình biết là còn có người hiểu mình, chưa phải không có người hiểu mình. Do đó khi mà trở vào tu hành, mình phải tu hành đúng cách như thế nào, tâm mình xả ra như thế nào thế nào. Cho nên khi bị khen chê mình không buồn không giận gì hết, hoàn toàn sạch sạch hết, làm cho tâm hồn của mình thoải mái an vui. Chính những cái lời của họ khen chê làm cho mình thấy được giải thoát hoàn toàn, không bị dính mắc. Đó là thầy đem một cái ví dụ cụ thể qua cái cuộc sống từ hơn mấy tháng nay của Chân Trí, để rồi rút tỉa được cái chỗ đó để mà xả cái tâm của mình, để cho mình thanh thản an lạc, không có gì hết, hoàn toàn tôi chỉ giải thoát hoàn toàn. Đó là cách thức tu của mình. Đừng vì những cái người Phật tử, đừng có vì những người đó mà mình thực hiện cái tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh an lạc vô sự, hoàn toàn ở trong cái môi trường tốt tục thực hiện. Sau khi nó vững vàng rồi thì người ta nói gì mình vẫn không có dao động hết. Đó là cách thức tu. Cho nên vì vậy cũng như bây giờ, ví dụ như mà hạnh nỗ lực tu, sau cái thời gian tiếp diễn ra, bây giờ thấy như vậy rõ ràng là qua đời họ chuyện này đến chuyện kia, nào là tết nhất, nào là dỗ quái, nào là cưới vợ gả con, nào là đám ma đám cưới, nào là đi chơi này kia, đủ thứ đủ nọ, ham cái này kia, cuối cùng quán xét mỗi tâm niệm của mình khởi lên cái gì đó quán xét. Vợ cũng đâu ham muốn chiếc xe để cởi đi chơi nè, đi chơi như vậy rủi ro xe đụng, hoặc là như thế này thế khác, nó hăng hái trong người của mình, lái xe chạy như bay thì coi giường nó bay xuống ruộng luôn, không hoặc là bay vô đầu xe hơn. Cho nên do cái sự suy nghĩ như vậy đó đem đến những cái không hay cho mình. Do mình suy nghĩ, mình tư duy, mình quán xét những cái tâm này, nó làm cho mình không được giải thoát này. Tâm này nó làm cho mình không thanh tịnh này. Tâm này nó sẽ làm trở thành một cái nghiệp lực để cho mình tiếp tục cái lực đó mà đi tái sinh luân hồi. Nó làm cho mình khổ từ đời này đến đời khác. Sinh ra làm người nè, nó những cái khổ này nó đưa cho mình đi đến. Sinh ra làm người mình làm sao? Thí dụ như nó muốn sinh trong nhà nghèo nó nghèo, mà muốn sinh ra trong nhà giàu nó sinh. Mình làm sao mình chẳng đứng được đâu? Mình đâu ai cũng muốn sinh ở trong những cái nhà giàu sang, có học thức, có đạo đức, ai cũng muốn vậy chứ. Ai muốn mình sinh ra trong cái nhà mà nghèo khổ, thiếu đạo đức đâu, đâu có muốn. Nhưng mà cái nhân quả do cái lòng ham muốn của mình, nó trở thành cái nghiệp lực, nó chiêu cảm, nó lôi mình đi vào sân những cái nhà này nhà kia. Mình làm sao mình cầm được nó đâu, mình đâu có làm chủ được. Cho nên mình hiểu được như vậy, mình phải chẳng đứng nó, mày không được vậy. Mà khi mình còn sống, mình còn đủ cái lực, cái sự hiểu biết mình chẳng đứng như vậy, thì trong khi đó mình đã chẳng đứng, thì tức là mình đã chẳng đứng cái nghiệp tái sanh luân hồi của mình đó. Bởi vì cái hành động của chúng ta nó trở thành cái thói quen, cái thói quen đó gọi là nghiệp lực. Cái nghiệp lực đó đi tới sanh luân hồi, mà hàng ngày bây giờ mình cứ chặn ở trong đầu của mình chặn lại, đây là pháp ác nè, không được, tức là chặn đứng không cho tái sanh đó. Bởi vì nó thành cái nghiệp, sau đó nó sẽ tái sanh. Cho nên bây giờ mình chặn đứng nó không thành nghiệp thì nó tức là nó không tái sanh cái gì. Cách thức chúng ta tu rõ ràng là làm chủ sự sinh tử cái gì, nó không còn đi tái sanh nữa, mà làm chủ được cái thân này sống chết nữa. Ta còn hiểu rất rõ, bởi vì nó không có cái linh hồn đi tái sanh, mà hàng ngày chúng ta khởi muốn cái xe, đó là tạo thành cái nghiệp. Muốn cởi xe chạy như bay hoặc này kia, đó là tạo ra cái nghiệp. Và cái nghiệp đó nó sẽ dẫn đi về đâu? Nó dẫn đi tái sanh, tức là phải tiếp tục làm thân người hay hoặc là thân chúng sanh.
các con nhớ ra, thầy xin nhắc lại. Đức Phật nói tái sanh luân hồi của chúng ta đó, nó không phải có một cái linh hồn, cái Phật tánh, cái gì mà trong thân của chúng ta. Cái thân này chúng ta hoại diệt rồi ấy, thì nó chỉ còn cái nghiệp lực của chúng ta mà đi tái sanh mà thôi. Và cái nghiệp lực đó hàng ngày chúng ta đã tạo nó đó. Còn hàng ngày mà chúng ta muốn cho nó đừng có đi tái sanh luân hồi ấy, thì hàng ngày chúng ta như thế nào? Chúng ta ra lệnh, cái tâm này ấy, như cục đất không có tham sân si, tức là chặn đứng cái nghiệp lực đó. Bây giờ nó khởi, nó ham muốn cái gì đó, thì chúng ta ngăn chặn nó liền, không có cho nó, tức là chặn cái nghiệp để không có đi con đường tái sanh của nó. Thầy dạy rất rõ và rất cụ thể. Bởi vậy khi mà tu rồi thầy mới thấy được mình chấm dứt được tái sanh. Còn thiên hạ không chấm dứt được tái sanh là tại người ta không hiểu, người ta cứ tạo cái lực đó mà làm sao người ta trốn khỏi được cái sự tái sanh luân hồi. Và đồng thời các con biết rằng thầy nó thật sự được thân người khó lắm, khó vô cùng lắm chứ không phải dễ đâu. Bởi vì dù chúng ta có ăn chay đi nữa, chúng ta không sanh làm con vật này thì con vật kia, thì chúng ta cũng làm trâu bò, những cái loài ăn cỏ rác. Mà ăn cỏ rác thì làm sao mà làm thật được, làm sao giải thoát được? Nó vẫn còn cái tâm hung hăng, vẫn còn cái tâm giận dữ của nó. Con bò các con thấy nó cũng giận dữ, con trâu nó cũng giận dữ, chứ đâu phải là nhớ là ăn chay mà nó hiền đâu. Chỉ có con người chúng ta mới có cái trí tuệ, mới biết dừng các pháp ác, mới có thiện được. Chứ còn con vật nó ăn cỏ nó đâu phải hiền. Các con thấy hai con trâu nó chém lộn nhau, chém nhất định là chém chết thôi. Khi mà nó giận nhau rồi thì nó tranh nhau rồi thì nó dễ giết nhau. Hai con bò nó cũng ăn cỏ, tại sao nó ăn rau cả hiền lành? Họ nói đó là sai. Thật sự ra chúng ta không có quân cái nhân quả của cái máu xương của chúng sanh thì chúng ta cũng sẽ thành rau cải, thành cỏ như rác chứ làm cái gì. Cho nên chúng ta quân đúng, cái nghiệp đó nó sẽ trở thành đúng. Mà quân không đúng thì cái nghiệp đó nó sẽ trở thành không đúng. Bây giờ chúng ta ăn cỏ ăn rác mà chúng ta giật tham chứ đâu phải không? Thấy đám cỏ ngon cũng là giật tranh nhau ăn chứ đâu phải không? Các con thấy con bò ăn trâu chứ. Cho nên đừng nói rằng ăn cỏ là ăn rác, ăn rau cải là thiện là đủ rồi, đó không phải đâu. Điều đó là điều sai, không phải. Mấy ông ăn thiện, mấy ông ăn chay mà mấy ông còn tránh ăn, còn ăn ngon, còn thấy đồ chay này ngon, còn bài đặc chế là cái này cái kia ngon, thì tức là còn tham ăn trong cái tham đó rồi. Mà cái tham đó nó trở thành cái nghiệp chứ, các con hiểu không? Cho nên cái tham đó nó trở thành nghiệp thì làm sao các con thành làm người được lần nữa? Đâu phải dễ. Các con sẽ thành, nếu bây giờ thì nó thật sự mình ăn chay nè, mình ăn rau cải nè, mình không có ăn thịt bò nè, người ta ăn thịt cá này kia, người ta sanh tôm cá cái gì. Còn mình ăn rau cải, mình sẽ thành rau cải cái gì, chứ mình thành cái gì giờ? Bởi vì mình cũng còn tham trong cái ăn đó, chứ đâu phải là mình không tham. Cho nên mình thành rau cải, họ cũng cắt đầu rồi nó ăn chứ, nhưng mà có cái cắt của mình còn lên nữa để được. Còn cái con bò con trâu người ta cắt cổ rồi thì nó mất rồi. Còn cái kia nó tiếp tục nó ló đầu lên nữa, họ cắt nữa. Chừng nào mà nó cằn cỗi hết rồi thì cái cây rau cái cải nó chết rồi mới nhổ bỏ thôi. Thì coi như vậy chúng ta sẽ thấy rằng trong cái sự mà tái sanh làm người không phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên Đức Phật nói được thân người là khó. Chúng ta trong cái đời chúng ta mà được cái thân này còn vô cùng khó lắm. Các con một ngày qua rồi mà các con phí, các con không tu để rồi tiếp tục, các con biết chừng nào các con được thân người đâu nghĩ. Các con cứ nghĩ rằng mình tiếp tục tái sanh là mình sẽ làm người, không phải đâu. Nó cả ngàn triệu năm sau các con mới được làm người, chứ không phải là một đời nay đâu. Các con biết bây giờ những đứa trẻ mà bây giờ vừa được sanh làm người thì nó đã trải qua biết bao nhiêu thân cá thịt của nó chưa? Nó đã chết biết bao nhiêu kiếp nó mới làm được con người trong cái hiện kiếp của chúng ta. Rồi chúng ta chết đi rồi, biết bao nhiêu lần mà chúng ta trở về làm con người được, đâu phải chuyện dễ. Thế mà được thân người khó mà được Phật Pháp còn khó hơn. Như vậy trong bây giờ các con sẽ hiểu, người ta tu sai như vậy, mình thấy sai như vậy mà làm sao bây giờ cứu người ta được? Các con biết bây giờ bao nhiêu người tu không? Dẫm chân tại chỗ nhau từ đông sang tây tu. Có nhiều người vô trong hang, trong núi tu rất vất vả, cực khổ, mà cuối cùng để có những cái thần thông như vậy để mà gạt người ta sao? Cuối cùng không biết cách tu gì hết. Chứ đừng nói mấy ông ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn mà tu yoga như vậy là thành thần thánh đâu. Thầy nói sự thật, ở tại thế gian này, ở nơi đây mà giải thoát được là giải thoát, chấm dứt được luôn rồi. Lên trên đó nó còn ham thần thông thì nó đi tái sanh nữa. Cái ham thích đó nó vẫn đưa chúng ta đi đến chỗ tái sanh chứ. Vì chúng ta ham thích cái này thì còn cái tâm ham thích thì không có được cái gì hết. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng cái sự tu tập của chúng ta là chúng ta rất tiếc cái thân của chúng ta. Các con nhớ, bởi vì các con bây giờ có như minh tâm nè, con có làm tiền bạc bao nhiêu, mất thân này rồi con không đem tiền bạc mà mua cái thân khác được, mà phải chịu biết bao nhiêu đời để mà trả cái thân này.
nghĩa là cho tới cuối cùng mà được tái sanh làm người không biết bao nhiêu đời nữa. Cái thời gian đối với nhân quả nó không có các con. Còn bây giờ chúng ta, đối với chúng ta, cái thời gian của chúng ta nó có. Nó có tại vì chúng ta trong một kiếp này chúng ta tìm một kiếp khác nữa không được. Cho nên nó có cái thời gian. Còn đối với nhân quả nó không có đâu. Nó có thể liên tục, chúng ta sẽ làm chúng sanh không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cái thời gian của nó, bởi vì nó không có thời gian mà. Cho nên khi mà chúng ta trở làm con người thì không biết bao đời mà chúng ta rồi đến mà để mà gặp được mà một người mà dạy đúng chánh pháp cũng không phải dễ đâu. Bởi vì cái duyên của con người ta mà gieo tà pháp thì luôn luôn lúc nào chúng ta sanh lên làm người thì chúng ta cũng gặp tà pháp, không bao giờ gặp được. Cho nên ở đây thầy nói rất, thầy nghĩ rất là đau lòng, biết được mà nói không được, làm cái gì cũng không được hết, mà người ta còn muốn hãm hại mình một cách rất là đau khổ chứ. Mình thương người ta, mình nói sự thật cho người ta nghe, mà người ta tìm cách người ta diệt mình để người ta hưởng những cái cản bã, những cái đau khổ, những cái danh lợi đó làm gì. Bởi vì người ta đang sống, thầy nói là tự, người ta đang sống ở trong những cái chùa to phật lớn, những cái nơi mà người ta tiện nghi như người thế gian, người ta đang thích đó. Mà thầy nói cái này không giải thoát, cho nên họ tức, họ tìm cách họ hại thầy. Có như vậy mà thôi, cho nên họ hại thầy để làm gì? Để mà họ sống trong cái trôi lăn ở trong những cái luân hồi của họ như vậy. Rất là đau lòng. Cho nên bây giờ muốn làm sao cứu người ta được thì nó tùy duyên, chứ bây giờ không làm cách nào khác hơn. Đâu phải chư Phật không thương chúng sanh, thương nhưng mà làm sao mà giải được. Cho nên không phải là quyến độ hết chúng sanh như Đại Thừa, chúng ta làm sao độ được hết. Một cái lời nói của Bồ Tát Đại Thừa nó nói là nó nói để mà phỉ người ta mà thôi, chứ sự thật là ở đây tùy duyên mà thôi. Bây giờ mấy con biết thầy nè, mà thầy nói hết lời như vậy mà các con thực hiện có đúng không? Nhiều khi các con thực hiện sai. Cho nên luôn luôn các con kéo dài cái thời gian rất dài, rất đau khổ. Họ như ví dụ bây giờ người ta hiểu được rồi thì hàng tháng có thể nói là một ngày, hai ngày lên trên này để mà tập luyện khi mà còn thầy. Chứ nếu mà mất thầy rồi biết ở đâu. Nhưng hôm nay thầy nhắc nhở các con mới thấy được cái con đường tu. Chứ không khéo, không có thầy thì làm sao ai nhắc nhở cái này? Tu sao cho đúng, tu sao mà được giải thoát? Mà Đức Phật đã nói rõ là cái câu Đức Phật nói pháp của ta đến để mà thấy, không có thời gian. Thế mà câu nói rất rõ ràng, nhưng ai hiểu được? Còn câu nói để chúng ta thực hành các pháp tu thì các con thấy chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hạt, tự tỉnh kỷ. Chúng ta muốn cho cái thanh tâm chúng ta thanh tịnh thì các pháp ác chúng ta đừng có làm, mà làm các pháp thiện. Có bao nhiêu đó thôi. Vậy thì các pháp thiện như thế nào, các pháp ác như thế nào? Chắc chắn thầy đã nói, các con đã hiểu biết. Mỗi cái tư tưởng, mỗi cái tâm niệm của chúng ta hiện giờ với con người chúng ta là các pháp ác chứ không phải thiện được. Cho nên nó có những cái niệm gì thì ngay đó chúng ta phải tư duy xả nó, chứ không phải ức chế ngăn dừng nó một cách đột ngột như vậy được, mà phải quán xét để mà xả. Đó, thì như vậy các con sẽ thực hiện được mà không phí uổng một cái đời làm người. Nếu để mất cái thân này thì rất khó. Các con nghe cùng băng của thầy mà được thân người là khó, được Phật pháp còn khó hơn mà. Thế mà hôm nay được chánh pháp, đúng là lời của Phật dạy, sống trong thiện pháp, ngăn cả ác pháp, đúng là đưa chúng ta đến chỗ cái trạng thái tâm thanh thản vô sự và an lạc. Nỗ lực thực hiện được như vậy thì bảo đảm cái đời sống của các con. Thầy nói rằng nay mai hoặc mốt bữa nào đó thì các con sẽ làm chủ hoàn toàn. Còn bữa nay thì các con tu trong giờ này, các con thấy được sự giải thoát trong giờ này. Giờ kế các con sẽ thấy được sự giải thoát trong giờ kế. Các con giải thoát như thế nào? Đâu có phải tự tiêu tư duy của chúng ta. Sự tư duy của chúng ta sẽ thấy sự giải thoát. Rất rõ ràng. Giải thoát như thế nào? Bây giờ nè, chúng ta không còn lo cơm ăn áo mặc nè. Phải không? Ngồi đây không nghĩ gì hết. Thì có lo không? Chúng ta không có làm cái gì nữa hết. Đời chúng ta coi như tới đây là chấm dứt rồi. Bởi vì cuộc đời phải giải quyết nó, chứ không thể nào mà tới đây mà còn phải làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ nữa. Mà giải quyết cho nó dứt khoát, dứt khoát hoàn toàn. Như vậy là chúng ta xét thấy mình giải thoát rồi, không còn cái cực khổ, không có bận tâm lo lắng gì nữa. Nói như vậy các con đừng hiểu lầm rằng chúng ta ngồi không, không phải. Chúng ta quét sân, chúng ta nhổ cỏ, chúng ta làm tất cả mọi cái, nhưng mà chúng ta vô sự. Làm sao hiểu được cái làm mà vô sự? Thì cái này mới là cái đúng. Cho nên cái vô sự của cái làm công việc không có nghĩa là chúng ta làm để cho nó giảm bớt cô đơn của chúng ta, mà chúng ta làm với cái tính cách của vô sự của nó, làm nhẹ nhàng, không làm nặng nề, không quá sức. Cũng như con chương trí
con đập đá này, con gánh đá, con đắp đường, đó là quá sức. Nó làm cho cái sức khỏe của con, mặc dù nó không kém, bởi vì cái sức của con nó không kém, nhưng mà thay vì con phải đập, con phải phí sức con, thay vì con làm cái chuyện nhẹ thì con làm quá mạnh, quá nhiều. Do đó cho nên trong khi đó con dùng cái sức lực của con để con giữ, để con dùng đó mà con quá xét, con tư duy, con xả hờ cái này, nó nghĩ như vậy là làm cái này, làm cái đường này phải đập, phải vất vả cực khổ vậy, thì tức là mình chưa vô sự, phải đập, phải làm, phải này kia, mình phải làm cái chuyện nhẹ nhàng hơn, phải làm như thế này thế này, thì do đó nó làm cho cái tâm của mình và cái thân của mình nó được thoải mái, nó được không có cực khổ. Thì trong khi đó mình tư duy cũng ở trong cái chuyện làm đó, mà mình tư duy để từ đó mình thấy mình hoàn toàn là làm với cái sự an ào ổn, cái sự nhẹ nhàng, cái sự cơ thể của mình, cái sức khỏe này mình sẽ dùng vào cái chỗ nào đó. Thì càng suy tư, càng tư duy thì mình mới xả được cái niệm làm cái việc nặng nhọc này. Do gì vậy? Bây giờ buổi sáng ví dụ như bây giờ làm cái chuyện gì dơ với cái tính cách vô sự của mình, thì như thầy mặt hạt sáng giá cái rửa đi chặt khoát mấy cái nhánh cây, chặt dài ba cái củi để giúp cho nhà bếp có củi chưa à, mình làm không có nghĩa là làm tới mệt à, coi 5-10 nhánh cây nào đó chặt rồi, chặt một ôm vậy được rồi, cũng như mấy ông tiều vu chặt ở rừng, chặt vậy bó củi đem xuống, bữa đó đổi gạo đủ sống rồi, bữa nay mình chặt vậy đủ sống rồi, không có làm thêm nữa, nghỉ. Trong khi tu để coi, trong khi chặt củi đó để xem coi cái tâm của mình coi nó có nghĩ ngợi gì không, nó còn ham thích gì không. Mà nó còn ham thích thì quán xét, vừa làm vừa quán xét để mà xả nó. Thì như vậy vừa có công việc làm nhẹ nhàng mà cũng vừa là tu hành ở trong cái chỗ đó, gọi là vô sự mà có công việc làm đó. Thì trên cái vấn đề tu hành nó đơn giản, chứ không phải là cái người mà luôn luôn mà ở không. Thật sự ra chúng ta chưa phải là vô tăng khất sĩ, nhưng mà các thầy cứ nghĩ rằng cứ đặt thành vấn đề như thế này nè, đâu có nghĩa là trong cái thời Đức Phật ngài là vô tăng khất sĩ, ngài đến chỗ đó đó, ngài ở đó, nghĩa là rác rưởi này kia ngài không quét sao? Các con hiểu điều đó, bởi vì người ta đến cái chỗ khu vực của Đức Phật ở, người ta thấy sạch sẽ chứ không phải là dơ. Còn nếu mà chúng ta nói bây giờ chúng ta nói ông Phật không có làm gì hết, không có làm gì hết, thì đến cái chỗ mà cái nhà mà mình ở, ví dụ bây giờ thầy nói bây giờ thầy đến khu rừng đó mà thầy ở như là một cái lá rác đó đó, rồi thầy trải đồ thầy ở trên đó, thầy nằm trên đó đó, thì đó là dơ đó, không làm đó. Còn cái này mình đến đó mình ở nửa tháng, một tháng, thì ít ra cái chỗ đó phải sạch sẽ chứ, chứ đâu có lý nào như mình đi đi đóng trại đi chơi đâu, phải không? Các con hiểu điều đó. Cho nên trong cái thời Đức Phật, tại sao Đức Phật lại dạy chúng ta ở trong giới luật rất là dễ sinh như vậy, chứng tỏ là cái khu vực Đức Phật phải làm chứ. Chỗ nào đến ở chỗ đó phải có sự sạch sẽ, mà có sạch sẽ thì phải có lao động chứ. Nhưng mà cái mục đích lao động đó, làm cho cái môi trường sạch sẽ đó, không có nghĩa làm ra tiền ra bạc để mà sống. Còn cái đầu óc mà chúng ta nghĩ ngợi mà đi làm ra tiền ra bạc cái này kia, chúng ta bị tiền bạc nó sai chúng ta. Cho nên cái đó là cái sai. Cho nên sản xuất mà kinh tế thì sai, trồng một cái cây có trái là sai, bởi vì những cái cây đó nó có trái rồi, bắt buộc chúng ta phải hái nè, rồi nó có sâu có rầy nè, rồi nó có cái này kia, nó bắt buộc chúng ta phải bảo vệ nó nè. Thì do đó mà chúng ta bị nó sai chúng ta hết, bị trói buộc hết. Cho nên tất cả những cái việc làm của chúng ta đừng có để cho những cái gì mà nó sai xử chúng ta được, nhưng chúng ta phải sống rất vệ sinh. Sau này các con sẽ đọc một căn giới chúng nào, các con sẽ thấy Đức Phật dạy rất kỹ về vấn đề vệ sinh, tức là đức hạnh của một người tu. Cho nên đọc ở trong sách vở chúng ta mới thấy được cái chỗ mà đạo đức của Phật, không có nghĩa là nói vô sự là không làm, mà vô sự mà làm, mà làm với cái vô sự của nó là gì, không có làm ra tiền ra bạc ra bằng cách này bằng cách khác, mà làm rất là vệ sinh, giữ gìn cái môi trường rất là trong sạch cho những người mà xung quanh đi theo mình tu, hoặc là những người cư sĩ đến nghe pháp rất là thoải mái dễ chịu đó. Sau khi đọc những kinh giới mới thấy được cái chỗ mà Đức Phật đã nói lên được cái môi trường sống của Đức Phật ở trong kinh giới này rất rõ. Còn mình đọc thường thường, mình đọc trong kinh sách, mình nghe nói Đức Phật đến khu rừng đó ở, mình không biết nó có như thế nào, sao chắc có lẽ là ở cũng như là học sinh mà đi cấp trại vậy, thì chắc chắn là không đúng cách rồi đó. Thì hôm nay thầy nói để chúng ta biết được cái sự vô sự tu hành của chúng ta, trong khi phải tu như thế nào và quán xét sự giải thoát như thế nào, để chúng ta thực hiện cho đúng cách của chúng ta tu hàng ngày, hàng giờ, hàng phút chúng ta
khi nào mà có mệt mỏi, có hôn trầm thì các con sẽ trình bày cho thầy ngay liền, thì sẽ tìm cách thầy gỡ cái rối này cho, để mà thực hiện cho đúng. Chừng nào đúng các con thấy à thích quá, tôi về thấy giải thoát, tôi về thấy an ổn, tôi về thấy ham tu, tôi về mình thấy thật sự là đúng là giải thoát thật, không còn cái gì mà nghi ngờ Phật pháp nữa, thì lúc bây giờ các con thấy đó là có một cái sự gì mà thắc mắc ở trong tâm của các con mà chưa hiểu thì các con nên hỏi thầy, hỏi thầy lên ngay liền, đừng có để ôm áp. À, bây giờ mình thắc mắc cái đó, thầy nói vậy mà thắc mắc cô nói vậy, cứ ngay hỏi ngay liền, thầy sẽ tìm cách thầy giải thích cho các con hiểu được cái chỗ đó, để các con thực hiện cho đúng cách, để mà được cái sự giải thoát hàng phút hàng giây sự tu tập của mình đúng theo như lời Phật đã dạy, như thầy nhắc hồi nãy. Thì chứ các pháp của Phật đó, khi mà chúng ta đến rồi thì chúng ta sẽ thấy sự kết quả của nó, không phải còn có thời gian mà phải đợi 5 năm 10 năm mà giải thoát, mà ngay đó giải thoát liền, chúng ta thấy tâm thanh tản, an lạc và vô sự. Đó là cái mục đích mà chúng ta đã đạt, phải đạt được cái mục đích của chúng ta là luôn luôn lúc nào cái tâm của chúng ta phải thanh tản, an lạc và vô sự. Thì ba cái danh từ này để chỉ cho cái trạng thái mà chúng ta tu tập. Còn nếu mà không được như vậy, nó cực nhọc, nó mệt nhọc, thì đó có chừng sai, thì mau mau trình lại cho thầy. Bởi vì không khéo các con sẽ ức chế tâm của mình, thì nó không thanh tản vô sự đó. Nhớ kỹ như vậy. Bây giờ có cái gì thì hỏi thầy. Còn nếu mà không có thì cứ về lo tập tu tu tập. Rồi chiều hay trưa sáng thì lúc nào nhất là buổi sáng, mấy con cứ ngồi thiền, thầy sẽ kiểm tra. Ngồi thiền hít thở với cái sự buông, tu với cái tự nhiên của nó, chứ không phải ngồi mà tập trung căng thẳng như thế này không được. Ngồi với tự nhiên của nó, nó có niệm gì đến thì mình quan sát cái niệm đó ra. Ba cái định trong một cái thời gian tu tập, có ba cái định mà chúng ta tu tập, thầy sẽ nhắc lại. Định niệm hơi thở, khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta tu, tâm nó vẫn nhẹ nhàng thư thả, nó vẫn biết hơi thở ra vô, không phải ngồi đếm 1, 2, 3, 4 hoặc là tập trung quá mức của nó không được, mà phải ngồi tự nhiên. Bây giờ nó có một cái niệm nó khởi ra thì ngay đó đem cái niệm đó mà đem cái định vô lậu mà quán xét đi. Ba cái định chúng ta tu trong một thời gian mà, nó đâu có riêng gì cho cái định niệm hơi thở, mà phải cố gắng phải giữ đó để xả cái niệm kia, để giữ cái hơi thở cho biết hơi thở hoài đâu. Cho nên chúng ta vẫn có ba cái niệm hẳn hoài đàng hoàng. Bây giờ chúng ta đang ngồi mà chúng ta thấy nó buồn ngủ, mà nó muốn ngủ, tức là nó nghe nó lặng lặng nó muốn ngủ, thì chúng ta đứng dậy đi kinh hành, tức là chánh niệm tỉnh giác để đi để cho động. Chứ đừng có để mà ngồi, đừng có chắc chặt là bây giờ chúng ta ngồi 30 phút hoặc 1 giờ, 2 giờ trong cái hơi thở. Thì như vậy chúng ta tu gì sẽ ba cái định đức tu trong đồng thời một lượt. Nghĩa là ở trong cái thời gian đó mà có cái gì thì chúng ta tu cái đó, có cái pháp gì tu đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang đi kinh hành nè, đang đi, đang biết bước đi nè, mà bây giờ cái hơi thở nó lại biết hơi thở này, thì ngay đó là chúng ta đã tu định niệm hơi thở rồi đó. Nó đồng thời mà vừa đi mà nó vừa ở hơi thở thì tức là định niệm hơi thở rồi. Mà bây giờ vừa đi mà vừa có một cái niệm nào thì ngay đó chúng ta đem cái niệm đó chúng ta quán xét để mà xả nó, thì tức là định vô lậu rồi. Cho nên ba cái định này chúng ta liên tục sử dụng nó ở trong cái sự tu tập, cũng như ba cái định này liên tục ở trong những cái hành động làm của chúng ta, chứ không phải rời nó. Các con hiểu không? Cho nên như vậy bây giờ chúng ta làm nè mà nó biết hơi thở thì nó, thì chúng ta đang ở trong hành động làm mà biết hơi thở. Mà bây giờ nó đang có một cái niệm gì, chúng ta quán xét nó, chúng ta vừa làm vừa chặt củi nè, mà chúng ta vừa quán xét cái niệm này nó khởi mình ham muốn nè, nó xả đi nè, không đúng nè, thì mình dùng pháp hướng mình đuổi đi liền tức khắc. Mình quán xét rồi mình dùng pháp hướng đuổi đi, rồi bắt đầu bây giờ ở trong cái này, bây giờ nó đang không biết hơi thở mà nó đang biết mình đang chặt củi nè, bây giờ chặt phải dày đó, nó đang biết. Thì đây mình đang tu ở trong chánh niệm tỉnh giác, ở trong hành động ngoại của thân rồi. Thì ba cái định này luôn luôn liên tục nó có thay đổi nhau trong một cái thời gian tu tập, chứ không phải cố bắt nó bây giờ phải tu ở trong cái định niệm chánh niệm tỉnh giác, phải biết chặt củi, biết chặt củi, thì cái đó bắt buộc nó cứ vậy là bị ức chế. Nghĩa là thay vì bây giờ nó có cái niệm khác khởi, mình không tu định vô lậu mà mình bắt buộc nó trở về này thì mình ức chế nó rồi. Bây giờ nó biết hơi thở, bắt buộc nó lại biểu nó, lại bắt buộc nó phải ức chế nó ở trong cái hành động làm của mình, thì như vậy là mình ức chế nó ở trong cái hơi thở của mình rồi. Các hiểu chưa? Cho nên những cái này chúng ta ngồi tu, nó biết liên tục được hơi thở, tự nó biết, thì chúng ta không bắt buộc nó đâu hết, tại vì tự nó biết. Còn bây giờ nó đang có cái gì khác mà mình lại không có tu cái khác, mà mình lại bắt buộc nó quay trở lại hơi thở, tức là ức chế nó trong hơi thở, lấy hơi thở ức chế nó để ném cái mấy cái này ra,
thì như vậy là không đúng. Các con hiểu không? Cho nên vậy mà luôn luôn liên tục là ba cái định các con thực hiện trong cái thời điểm các con tu, nghĩa là tu pháp nào cũng vậy, đi cũng đứng hành cũng vậy, mà hồi niệm định niệm hơi thở cũng vậy, mà quán vô lậu cũng vậy. Tất cả ba cái định này nó là trên thân quán thân, tức là trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp, trên tâm quán tâm, luôn luôn lúc nào nó cũng nằm ở trên thân thọ tâm pháp chúng ta mà thực hiện ba cái định này. Các con nhớ chưa? Như vậy là các con sẽ có pháp tu và có cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự luôn luôn. Nếu mà nó không có gì thì các con sẽ có cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó à, rõ ràng và cụ thể. Và đồng thời mà giữ được cái trạng thái an lạc thanh thản vô sự này cho đến khi cái tâm của các con nó thanh tịnh hoàn toàn, thì các con sẽ làm chủ hoàn toàn sự sống chết, không có còn tu tập cái pháp năng nào hết. Chứ không phải là nó bây giờ tâm tôi thanh tịnh rồi tôi phải tu nữa, nó mới không có gì nữa hết. Nghĩa là chừng đó các con chỉ ra lệnh thôi, chứ còn các con tu pháp nào nữa. Nghĩa là tâm thanh tịnh rồi, tịnh tự tịnh kỷ, nghĩa là tới đó là cái kết quả của các con, và sau đó có cái sự làm chủ của các con, thần thông cũng từ đó mà nó nảy sinh ra, làm chủ sự sống chết cũng từ đó mà làm thôi, chứ từ cái tâm mà thanh tịnh đó, chứ không phải chỗ nào, từ cái chỗ đó là các con đã xong công việc tu hành. Đó, thầy xác định cho các con thấy nó không có khó đâu, đạo Phật rất dễ, bởi vì dễ mà tại vì người ta hiểu sai, người ta làm không đúng, cho nên nó không đạt được kết quả mà thôi. Đó, thôi bây giờ thì các con trở về tu hành tu tập rồi có gì trình thầy.